Chiều ngày 8 tháng 6, đoàn lãnh đạo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh do đồng chí Nguyễn Văn Nên, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh làm trưởng đoàn đã tới Bệnh viện Chợ Rẫy thăm bệnh nhân mắc COVID-19 là Trung tá Công an phường Phú Trung, quận Tân Phú, là bệnh nhân 8.944. Bệnh nhân 8.944 có diễn tiến nặng, tổn thương phổi tiến triển nên được đặt ECMO, thiết bị hỗ trợ tim, phổi nhân tạo, và được chuyển từ Bệnh viện Bệnh nhiệt đới Thành phố Hồ Chí Minh về khu cách ly khoa bệnh nhiệt đới Bệnh viện Chợ Rẫy để điều trị. Đối với bệnh nhân 8.944, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh biểu dương ngành y tế đã xử lý nhanh nhất có thể, đồng tâm hiệp lực, phối hợp chặt chẽ để điều trị. Đồng chí Nguyễn Văn Nên cũng lưu ý, ngành công an Thành phố Hồ Chí Minh cần luôn quan tâm, động viên gia đình bệnh nhân 8.944 để đồng chí yên tâm điều trị, vượt qua cơn hiểm nghèo. Dự báo dịch bệnh vẫn còn rất phức tạp, Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh chỉ đạo ngành y tế nhanh chóng nghiên cứu biến thể mới của COVID-19 để có giải pháp phòng ngừa hữu hiệu hơn. Trong khâu điều trị cách ly, phải tăng cường quản lý tốt, tuyệt đối không để xảy ra lây nhiễm chéo. Đồng chí Nguyễn Văn Nên nhắc lại thách thức lớn đối với Thành phố Hồ Chí Minh hiện nay và cho rằng, trong quá trình Thành phố Hồ Chí Minh đang lo vaccine cho người dân nhưng chưa đáp ứng được yêu cầu, thì cách tốt nhất hiện nay là hạn chế tối đa tiếp xúc. Người dân cần tuân thủ nghiêm biện pháp 5K của Bộ Y tế. Bí thư Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh nhấn mạnh, Thành phố Hồ Chí Minh sẽ chiến thắng trong cuộc chiến phòng chống dịch COVID-19 bằng sự đoàn kết và sớm ổn định tình hình, khôi phục sản xuất kinh doanh, phát triển kinh tế xã hội. Trước đó, từ ngày 28 tháng 5 đến ngày 31 tháng 5, bệnh nhân 8.944 trực tại chốt bệnh viện quận Tân Phú. Từ ngày 1 tháng 6 đến ngày 4 tháng 6, bệnh nhân 8.944 trực tại chốt 128B, kênh Tân Hóa. Ngày 6 tháng 6, bệnh nhân 8.944 đi khám bệnh và có kết quả dương tính với SARS-CoV-2. Người vợ đi cùng được lấy mẫu xét nghiệm và cũng cho kết quả dương tính với SARS-CoV-2.